Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Thanh Nguyễn Hải Dương, chuyên ghép và test các bộ hát karaoke gia đình, phòng hát sự kiện, đồng thời là một kênh chuyên cung cấp các thiết bị lẻ âm thanh trên mọi lèo đường của Tổ quốc Việt Nam thân thương. Thế này ngày chủ nhật tháng 7, Thanh Nguyễn xin trân trọng giới thiệu đến tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn và các em đam mê và yêu về các dòng loa. Thì hôm nay Thanh Nguyễn nhập được mấy đôi loa có tên như sau. Loa thứ nhất là loa tên là Sui. Dòng loa thứ hai có tên là Kuledi, một biểu tượng chữ đỏ. Thì dòng loa Kuledi và dòng loa Sui là một. Bây giờ em xin giới thiệu tổng thể về dòng loa này. Thì đây là một dòng loa treo hoặc loa để lăm. Nó sử dụng 3 đường tiếng là bát, trung và chép, phân biệt rất rõ ràng, rất lợi về lời cũng như lợi về tiếng bát và tiếng chép. Lý do nhất là dòng loa này mỗi một thùng thôi nhá, nó sở hữu 2 bát 25 gần mút xốp và một trung âm có đường kính là 14 và 2 kép giấy. Do vậy tiếng bát nó mềm ấm và sâu, tiếng trung thì rõ ràng, tức là lời, và chắc thì rất là giòn và có độ lẩy khi mà phối kết hợp giữa ba giải thần lại với nhau trong một thùng loa. Thì dòng loa này có nguồn gốc xuất xứ và sản xuất tại Trung Quốc thôi nhé, tại Trung Quốc. Thứ nhất, nó có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc này. Cái thứ hai, trọng lượng của đôi loa này, một đôi đấy là 37.5 kg, tức là 37,5 cân. Thứ hai, công suất của nó là 330W trên một quả, tức là bằng 600W trên một quả đánh nội trợ 4 ôm. Thế đây chính là dòng loa Sui có model là K510, 300W, 330W và nội trợ 4 ôm, rất nặng, thùng dày. Rồi dòng Kuledi nó có công suất, nó là 300W và nội trợ là 4 ôm. Thì hai dòng này nó giống nhau về cân nặng, về bát, về chép, vân vân. Thì bây giờ em sẽ mở thùng một chiếc loa có tên là Sui, cũng như là Kuledi, để các bác xem cái phía trong của nó. Đây chính là dòng loa em bóc sẵn, nó sử dụng một cái căng lưới sắt hai mặt. Thì dòng này sử dụng loa 3 đường tiếng, thứ nhất là 2 bát, đây chính là bát luôn nhé, bát 25, đường kính 25. Thứ nhất là về cái nam châm, nó sử dụng một nam châm đơn, nó giống như dòng loa 3GO đấy, rất là hay. Và tem màu vàng này là một tem hàng hãng từ dày và loại thép trắng, từ trắng. Và trên thân loa nhà xuất người ta đã ghi rõ mã vạch rất là cụ thể nhé, rất là cụ thể, từ đơn và thép trắng. Thì dòng này nó xương là bằng sắt, giống như dòng loa BMB đấy, xương sắt. Tiếp theo đó là màng, nó màng giấy này, cho độ nhạy rất là cao, nhẹ nó thì màu mã trầu và dòng keo hồng, rất là đẹp và chắc chắn. Keo hồng là chủ đạo trong dòng loa cao cấp, là hai thiết kế keo hồng nó chắc, an toàn và độ bám dính cao. Đây chính là bát của nó. Cái này gân là gân mút xốp nhá, cho nên là tiếng trống nó bằng ấm, sâu và mềm. Đây là lón loa và dầu loa. Bát 25. Và con mút xốp này đè lên cái gân loa. Một loa là sụ 2 bát. Mình nhìn vào đây. 2 bát.
từ rất là lớn, từ khoảng 10, hay từ khoảng 12, và họng này khoảng 50, họng 50, rất lớn. Một bát, tức là sử dụng một bát phía trước và một bát bên hông, cho nên tạo hiệu ứng thành vòng bên thai. Đây chính là check, sử dụng check 10, check giấy, cho nên tiếng rất là giòn, từ kép. Từ kép check giấy. Thì chiếc này nó quá phổ thông. Những dòng chiếc này thường thường sử dụng trong dòng loa BMW, BIK và tất cả dòng loa chiếc giấy trên thị trường Việt Nam. Đây nhé. Mà dòng một chung 14 trung âm, cũng là gân lụa, gân lụa màng giấy, cho nên độ nhạy cao. Đây chính là chung, một chiếc chung tạo lời ca rất là rõ ràng và cũng thể hiện được các cái nhạc cụ cao âm. Đây thùng, thùng là thùng gỗ đó nhé, 7 lớp và bông âm rất là dày, nhiều lớp màu đen tạo cản trở những âm dư thừa khi bass được phát ra trong một thùng. Đây hệ thống em quay thùng nó rất là dày và cái nhất là đó là cái phân tần. Phân tần nó sử dụng, nó dùng có 3 điện trở với 4 điện trở. Một là ống bun, điện trở sứ to và điện trở nhôm, kết hợp với các tụ chất lượng cao. 1, 2, 3, 4 1 này 2, 3, 4 4 tụ 3 trở để phân luồng cho giải chung, giải check này bác. Đây là thông tin rất rõ ràng. Đây là dòng loa hãng đó nhé, Trung Quốc, Trung Quốc sản xuất cho người nội địa Trung Quốc dùng. Và sử dụng 3 con biến tần 1, 2, 3 để lọc các cái thành phần tạo âm thanh cho nó bát, cho hai nó bát. 1, 2, 3 con biến tần, con quay, con cảm, nói không khí. Con buôn này nó dán bạc để tránh cháy. Và cái bo phân tần màu xanh rất rõ ràng, rất đẹp và to nhé. Các màu dây lối loa phân biệt màu, các màu dây rõ ràng, điện trở rất to này, rất là to luôn. 50W 4 ohm điện trở nhôm chịu nhiệt, ống bun cũng là một điện trở. Thế tổng thể về chiếc loa, một loa hông, một loa phía trước, một loa bát phía trước, một loa bát bên hông, hai kép giấy, một chung. Thế toàn bộ thông tin của dòng loa này em đã ghi sẵn. Thứ nhất là dòng loa Sui có model là KA510 với giá bán là 6 triệu bao ship, xuất xứ Trung Quốc, ship Trung Quốc nhé. Trọng lượng là 37,5kg trên một đôi. Công suất của nó là 310W, lỗ trở 4 ohm. Cái rộng của nó đây này, là 57cm, cao là từ trên dưới này, từ trên dưới này là 32, còn sâu 36. Rộng là rất là đẹp như này, nó là hình chữ nhật. Đấy, 57, cao 32, sâu cho vào trong này, thùng rất là sâu, thể tích lớn 36, sử dụng 3 lần tiếng, bát trung chép, bát 25, trung 14 và hai chép giấy. Thế một thùng là sở hữu 2 bát, một trung và hai chép giấy, một đôi tức là 4 bát, 2 trung và 4 chép giấy. Thì cặp loa Sui và cặp loa Caroli em cùng bán một giá là 6 triệu bao ship, cung cấp toàn quốc. Các có thể mua một được hai, mua hai được bốn, rất phù hợp cho hát karaoke với diện tích phòng khoảng 35m², cũng như là nghe nhạc. Về dòng thép giấy là dòng thép rất là tơi mềm, nó không gắt, rất là ngọt. Đây tổng thể em đã đưa toàn bộ thông tin, bây giờ em thích demo nhé.
đấy, tức là bản nhạc vàng thôi nhé. Thử tình cũ với mây trời xa diêu bước em đi, nước mắt chìm theo sóng diều phân ly, lỡ mê lụa gấm đành quên ước thề. Xin đừng ngại bước kiệt ngàn, vì sao đường sáng em qua tiếng nhau ngày vui dấu lệ thương đau, để duyên tình mới đẹp như phút đầu. Đó là toàn bộ những gì đôi loa Sui đã hiện được. Các bác có nhu cầu về dòng loa Sui có model là KA510, hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 583 140. Một dòng loa rất là hay, dùng 2 bát, 1 thùng, 1 chung và 4 dép. Anh Nguyễn xin chào và hẹn lại các bác ở cái thời gian sau.